Trên khắp thế gian chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm, nhưng bóng ngày kia tiếng sét ngang trời, tiếng sét kia là ác mộng họ cùng chung huyết thống anh em qua choáng váng vì số phận chàng trai đã cất bước ra đi mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi trông mong người đi phương trời xa người đàn bà hóa đá chờ trong nghìn năm nhưng người đó đã không quay về để nàng sống qua thân mỏi mòn người đàn bà hóa đá vì lòng thủy chung còn sắc son câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền cho mai sau đàn bà hóa đá chờ trong nghìn năm nhưng người đó đã không quay về để nàng sống qua tận mọi mòn người đàn bà hóa đá vì lòng thủy chung còn sắc son câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền để mãi trên khắp thế gian chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thị nơi phương trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi mang tên vọng phu vẫn đứng đợi người đàn bà hóa đá chờ trong nghìn năm người đó đã không quay về để nàng sống qua thân mỏi mòn người đàn bà hóa đá vì lòng thủy chung còn sắc son câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền